số phận 1.200 công nhân vụ cháy ở Cần Thơ phải chờ Tổng Giám đốc khỏi bệnh. Sáng nay 25 tháng 3, vụ cháy xảy ra tại công ty Quân Lung Mekong, khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã tạm thời được dập tắt gần như hoàn toàn. Tuy nhiên, ngành chức năng vẫn dự phòng hai xe chữa cháy và cử lực lượng ở lại hiện trường tiếp tục theo dõi. Liên quan đến giải quyết việc làm cho công nhân trong thời gian tới, ông Lê Thành Dũng, phó giám đốc công ty Quân Lung Mekong cho biết, phía công ty vẫn chưa tính được nhưng trước mắt những công nhân sẽ nghỉ làm, chế độ có liên quan sẽ được tính sau đó. Ông Dũng cũng thông tin, tương lai của những công nhân như thế nào trong thời gian tới cần phải do hội đồng quản trị họp để quyết, chứ mình vẫn chưa tính tới. Trao đổi với phóng viên trong sáng cùng ngày, ông Võ Thanh Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất Cần Thơ cho biết, tuần tới khi sức khỏe của tổng giám đốc công ty là ông Chen Lai Quang khỏe xuất viện, trong lúc vụ cháy đang diễn ra, ông Chen Lai Quang đã bị bệnh phải nhập viện, thì ban quản lý sẽ tiến hành tổ chức họp bàn cách rời những công nhân đang làm ở nơi vừa xảy ra vụ cháy sang nhà máy khác cũng thuộc của công ty may Đài Loan này. Ông Hùng nói thêm, nhà máy mới của công ty Quang Long Mekong hiện có 800 công nhân. Trước khi vụ cháy xảy ra, nơi đây cũng đã treo bảng tuyển công nhân. Tuy nhiên, số công nhân ở nơi bị cháy quá nhiều, khoảng 1.200 người, nên việc rời hết sang nơi mới sẽ phải mất nhiều thời gian vì không thể đủ sức chứa. Nếu công ty linh động, có thể tính đến cách đưa những công nhân này sang một nhà máy khác ở Vĩnh Long. Ông Hùng nhận định, thiết kế của công ty Quang Lung Mekong quá kín, mái vòm mặc dù được dựng cao nhưng phủ kín, khi xảy ra cháy, khói không thoát ra được. Ông nói, kín mít như thế thì làm sao chữa được, khói dày đặc trong đó sao lực lượng chữa cháy chịu nổi, không những ngạt thở mà còn không thấy đường đi. Ông Hùng cho biết thêm, xây nhà theo kiểu kín ở khu công nghiệp có nhiều, nhưng bên trong căn nhà vẫn rộng, thuận tiện cho việc để vật dụng, lắp đặt máy lạnh và người đi làm lại. Tuy nhiên, quan trọng là làm sao thiết kế mái vòm cho hợp lý, thoáng khí. Riêng ở công ty Quang Lung Mekong không những thiết kế kín, mái vòm kém thoát khí mà còn chứa nhiều vật liệu cháy, dễ lan rộng như lông vũ. Thông tin từ Ban Quản lý Khu Công nghiệp và Chế xuất Cần Thơ cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy, quy trình chữa cháy và đặc biệt là làm rõ thêm về vấn đề thiết kế xây dựng của công ty. Nhiều ý kiến cho rằng vụ cháy đã gây thiệt hại nặng, nhiều khu vực trong nhà máy có thể phải đập phá xây lại. Hơn nữa, nơi đây đã được xây dựng lâu. Được biết, nhà máy này đã được xây dựng từ năm 1989, đến nay đã có gần 30 năm hoạt động. Đại tá Trần Đức Đình, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Cần Thơ khẳng định, công tác chữa cháy ban đầu không chậm vì lúc 9 giờ 15 phút ngày 24 tháng 3, chúng tôi nhận được tin báo, đến 9 giờ 17 phút lực lượng chữa cháy đã có mặt, nói chúng tôi chậm là rất tội nghiệp. Đại tá Đình nói về nguyên nhân thời gian chữa cháy kéo dài, địa hình nơi chữa cháy rất khó khăn và phức tạp, khó triển khai các phương tiện để tiếp cận đám cháy, thiết kế của công ty là mái vòm, rất khó tiếp cận lửa để phun nước. Trong khi đó, chất cháy là lông vũ, tạo nhiều khói. Ngoài ra, áp lực các trụ nước tại khu công nghiệp Trà Nóc yếu nên không đủ chữa cháy.